chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đã tìm thấy một nạn nhân mặc quần áo công nhân vệ sinh nổi trên mặt nước vụ xe rác rơi từ cầu treo. Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 23 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn vụ hai nạn nhân mất tích do rơi cùng xe chở rác từ trên cầu treo Bình Thành xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tìm thấy được một nạn nhân trên sông. Ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, HEFCO, xác nhận rằng nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm của đơn vị đã tìm thấy nạn nhân cách cầu Hữu Trạch thuộc thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ, thành phố Huế, khoảng 200m về phía thượng lưu, cách vị trí xảy ra tai nạn hơn 6,5 km. Nạn nhân được tìm thấy khi nổi trên mặt nước, trôi dạt vào khu vực cỏ ven bờ sông. Trên người còn mặc quần sọc màu đen, áo đồng phục của công nhân vệ sinh môi trường công ty HEFCO. Ông Khánh cho biết, nhận dạng ban đầu thì đây là nạn nhân Tôn Thất Tính, sinh năm 1997, trú phường Thủy Vân, thành phố Huế. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, xe xuồng chở rác mang biển kiểm soát 75C044XX do anh Tôn Thất Tính điều khiển. Trên xe có ông Nguyễn Đặng Thanh, sinh năm 1966, trú phường Phường Đúc, thành phố Huế, cùng làm công nhân của HEFCO, di chuyển từ quốc lộ 49 vào xã Bình Thành. Khi đi trên cầu treo Bình Thành thì bất ngờ tông vào lan can bên phải theo hướng di chuyển và lao xuống sông Hữu Trạch. Khi rơi xuống sông, hai công nhân trên xe đã thoát được ra ngoài, bơi theo dòng nước chảy xiết khoảng 200m thì chìm dần và mất tích. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thừa Thiên Huế, công nhân HEFCO và một nhóm thiện nguyện với trang bị lặn, cano đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại. Trước đó, chiều 22 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do rơi cùng xe chở rác từ trên cầu treo Bình Thành xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với phạm vi mở rộng. Ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thì người nhà nạn nhân và công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế HEFCO cùng chính quyền xã Bình Thành đã huy động phương tiện, nhân lực giúp gia đình triển khai tìm kiếm nạn nhân. Đội xe không đồng của Quảng Nam Đà Nẵng với 8 thành viên lặn chuyên nghiệp, một tàu lặn, hai cano cũng ra trợ giúp tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, mưa lớn phía thượng nguồn, nước sông dâng cao nên công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hai người mất tích là công nhân của HEFCO. Ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc HEFCO cho biết, trong quá trình vận chuyển rác thì hai công nhân này đã gặp nạn. Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã huy động thêm nhân lực, phương tiện, thợ lặn, phối hợp cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh tìm kiếm nạn nhân, đồng thời tiến hành thăm hỏi động viên thân nhân của họ. Trước đó, vào chiều tối 21 tháng 11, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được xe xuồng chở rác lên bờ và đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích cùng chiếc xe này khi rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiếc xe xuồng chở rác sau khi được trục vớt lên bờ trong tình trạng bị hư hỏng, đặc biệt phần đầu xe khi kính bị vỡ hết. Trong cabin không có người, thùng dùng để chở bùn rác trên xe cũng biến mất. Được biết, xe xuồng chở rác bị kiểm soát 75C04483 là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và dịch vụ môi trường Thừa Thiên Huế, có địa chỉ ở Thừa Thiên Huế, sản xuất năm 2015, hạn kiểm định vào tháng 1 năm 2025. Cầu treo Bình Thành được xây dựng từ năm 2001, cầu được thiết kế cầu treo dây cáp dài gần 140m, bề mặt rộng hơn 4m. Cầu nằm trên tỉnh lộ 12D, nối trung tâm xã Bình Thành với quốc lộ 49A. Cầu nằm khá cao so với mặt nước và có tải trọng cho phép xe đi qua là 8 tấn, chiều cao khống chế 3,4m và được gắn biển cấm tụ tập đông người trên cầu. Cận cảnh trục vớt nhịp cầu Phong Châu. Sáng 20 tháng 9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, thông báo lực lượng chức năng đã tiếp tục công tác trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập, trong đó có chiếc xe đầu kéo mắc kẹt. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn được triển khai với sự hỗ trợ của máy móc, thuyền lớn và máy cẩu. Dù đã khảo sát và không phát hiện nạn nhân trong cabin xe đầu kéo, lực lượng vẫn kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không bỏ sót ai. Sự cố sập cầu xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9 khi 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu. Vụ tai nạn khiến 8 người mất tích và 3 người bị thương. Nguyên nhân sập cầu được xác định là do bão số 3 gây mưa lớn và lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết, làm đổ trụ T7 và sập hai nhịp dàn chính của cầu.
Tính đến tối 19 tháng 9, danh sách nạn nhân mất tích đã được xác định, bao gồm các người dân từ các xã thuộc Tam Nông, Lâm Thao và Việt Trì. Ngày 1 tháng 10, 30 thợ lặn từ Lữ đoàn đặc công 126 phối hợp với lực lượng tỉnh Phú Thọ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Điều kiện tìm kiếm rất khó khăn do dòng nước chảy xiết và tầm nhìn hạn chế. Các chiến sĩ sử dụng kỹ thuật chuyên môn để rà soát từng khu vực, từ chân cầu đến hạ lưu. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã động viên lực lượng tìm kiếm, đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Ngày 20 tháng 11, Công an tỉnh Phú Thọ đã cho biết, sáng cùng ngày đã tìm thấy thêm 3 thi thể học sinh lớp 8 bị đuối nước tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 7 giờ 5 phút ngày 20 tháng 11, trong quá trình tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phát hiện 2 thi thể, gồm một nam và một nữ, tại lòng sông Hồng, thuộc khu 7, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông. Đến 7 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm một thi thể đang trôi dưới sông thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể trên vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng, tổ chức khám nghiệm tử thi và cho gia đình nạn nhân nhận dạng. Sau khi nhận dạng, gia đình xác định thi thể là các nạn nhân trong vụ đuối nước. Thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho các gia đình để tiến hành an táng theo phong tục địa phương. Như báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 18 tháng 11, do được nghỉ học, 10 học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Hiền Quan rủ nhau đến khu vực bãi bồi sông Hồng thuộc địa phận khu 1, xã Hiền Quan chơi. Khi xuống tắm sông, 5 học sinh đã mất tích. Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 2 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xuồng máy, 2 máy nạp khí thở cho thiết bị lặn, 2 phao bè, 10 phao cứu sinh, 30 áo phao cùng hàng chục chiến sĩ, trong đó có 12 người nhái được trang bị đầy đủ thiết bị lặn chuyên dùng, đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Khoảng 19 giờ ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu TMD. Khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể cháu BKLA. Tìm thấy thi thể trẻ bị đuối nước trên bãi tắm sao biển. Sau gần 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 12 tháng 11, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể trẻ bị đuối nước trên bãi tắm sao biển, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Theo ông Bạch Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ An, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể em DVKG, sinh năm 2010, trú tại đường Nguyễn Nhàn, quận Cẩm Lệ. Vị trí tìm thấy em DVKG là ở bãi biển thuộc phường Hòa Hải, cách bãi tắm sao biển khoảng 2 km. Chính quyền địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể em DVKG cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, từ chiều 10 tháng 11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm Bộ đội Biên phòng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố, công an, chính quyền và người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm em DVKG bị mất tích trên bãi tắm sao biển. Lực lượng tìm kiếm gần 50 người, sử dụng nhiều thiết bị như cano, mô tô nước, flycam để phối hợp tìm kiếm người mất tích. Nhưng thời tiết bất lợi, sóng to gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc diễn ra từ chiều 10 tháng 11 tại bãi tắm sao biển, người dân phát hiện có 2 người tắm biển bị đuối nước. Lực lượng cứu nạn bờ biển thành phố Đà Nẵng cùng người dân đã khẩn trương ứng cứu. Kết quả đã cứu nạn thành công em PDM, sinh năm 2010, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, em DVKG mất tích. Do ảnh hưởng của bão số 7 khiến biển động, sóng lớn, bãi tắm sao biển đã treo bảng cấm tắm, thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách không được tắm biển. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách không tắm biển ở những khu vực cấm và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu nạn bờ biển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.